Kính bạch chư tôn đức tăng ni, chúng con rất biết ơn quý ngài đã tạo duyên cho chúng con và sắp xếp rất nhiều để buổi tối hôm nay được thực hiện một cách đầy đủ tốt đẹp. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023. Theo lời hứa, Pháp Hòa được về đây tại chùa Cổ Lâm thuộc thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ để cùng sinh hoạt với quý vị. Và đây là đêm thứ ba mà chúng ta được gặp nhau trong lần sinh hoạt Phật Pháp này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị ở ngoài nghe rõ không? Ở ngoài đó nghe rõ không? Không rõ cũng ráng chịu. Cuộc đời có những lúc phải như vậy thôi. Có những lúc mình phải ráng chịu, và có những lúc mình phải chịu ráng. Tại vì cuộc đời lúc nào nó cũng có những cái mà chúng ta muốn là phải trả giá. Chẳng hạn như muốn ăn cao lương thì lương phải cao, phải không? Cao lương thì lương phải cao mới ăn cao lương. Mà mình sống với một người nào đó và người đó rất là khó chịu thì thôi, mình phải đành chịu khó. Đơn giản không? Tu hành không có khó, tại mình không chịu khó tu thôi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa được 3 ngày về thăm quý vị. Và theo chương trình thì tối nay là đêm cuối cùng. Không lẽ mình hát đêm nay đêm cuối cùng gần nhau. Sau buổi giảng này, Pháp Hòa sẽ lên đường đi thẳng về Oregon. Và ngày mai là ngày thứ bảy, Pháp Hòa có 3 buổi ở 3 chùa, từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Ngày mai làm việc overtime. Chịu thôi, kiếp thầy chùa đôi khi nó hơi chua, nhưng mà một là chùa, hai là chúa, còn không nó chua hơn. Cho nên đừng ngại gì hết, ở đây có chúa cũng được, có chùa cũng được, có cái dấu mở lên là thấy cuộc đời an ổn rồi. Dấu sắc thì là chúa, dấu huyền là chùa. Chúa hay chùa, chịu chưa? Còn không có dấu nào hết thì khổ lắm. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, ai trong chúng ta cũng muốn hạnh phúc, và mình cũng muốn làm cho người thân mình hạnh phúc. Nói theo đạo Phật đó, là mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đều tạo nghiệp. Nghiệp ở nơi chúng ta nói chuyện, nghiệp ở nơi chúng ta làm hành động, nghiệp ở nơi chúng ta suy nghĩ. Cho nên nhà Phật gọi là tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là có thói quen chúng ta thường làm. Nhưng mà nếu thói quen nó tốt thì gọi là nghiệp tốt, nếu thói quen nó xấu thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên chữ nghiệp bản chất nó không có xấu. Cho nên quý vị đừng có nghe nó nói nghiệp chứ tự nhiên trợn mắt lên nói mắc gì nghiệp. Nhiều khi nghiệp là nghiệp tốt. Thí dụ như mình thích đi chùa, tuần nào cũng đi chùa, vậy thì nghiệp này nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt. Còn nếu mình thích đi China, Macau, đó là nghiệp gì? Là nghiệp xấu, nghiệp khổ. Nghiệp là cái gì mà chúng ta cứ làm đi làm lại thành thói quen thì gọi là nghiệp. Cho nên bản chất chữ nghiệp nó không có xấu, nhưng mà quan trọng là chúng ta có chánh niệm, chúng ta biến cái nghiệp đó thành nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Và để tránh những cái nghiệp khổ đau, khi chúng ta làm việc gì thì Phật dạy chúng ta cũng phải có những cái căn cứ, những cái nền tảng để chúng ta dựa vào đó, để chúng ta hành động, chúng ta nói, để chúng ta bớt làm giảm đi, làm giảm thiểu cái khổ cho mình và cho người. Dĩ nhiên chúng ta không phải là thánh, mà chúng ta có thể làm cho tất cả mọi sự việc nó trở thành một cái tốt đẹp nhất. Nhưng mà mình phải cố gắng.
Tại vì mình ăn cái gì không nổi mình cũng cắn ngố mà. Cố gắng cắn. Nhai không nổi cũng nhai. Và có những cuộc đời này lỡ dính vô rồi, ráng nhai cho nó. Nuốt trận trắng trận trồng gì hỏi ngon ngon lắm. Đó không? Nhãn được. Nhãn được mà nuốt mắc khổ chứ. Ráng nhai từ từ. Có nhiều người, quý vị đã từng thấy các cụ không? Nhiều khi thèm quá kệ mâm mâm cho nó ra cái nước ngọt ngọt thơm thơm để mà đỡ thèm. Chứ còn nhai nhai không nổi. Cho nên khi mình còn trẻ, còn khỏe, mình nói cái gì cũng được hết. Nhưng mà lúc mình già rồi, mình mới thấy. Hay là khi mình còn khỏe, mình nói hăng lắm. Lỡ lúc mình bệnh, mình gặp nạn, mình xử lơ. Cho nên cuộc đời khi chúng ta có khỏe, có mạnh, có đủ những cái năng lực ấy, cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Mình nói quá, thường Việt Nam mình ông bà hay dạy ấy, là chúng ta nói xa quá, coi khi chúng ta mới không tới. Nói trước thì bước không qua. Cho nên cái gì chúng ta cũng chừng mực, đừng có nổ quá. Rồi mai mốt lỡ nó tắt ngồi, cái ngồi đó nó tại nó lép. Nó tại nó bị thấm nước. Nó nữa là mình làm cái gì nó cũng ở cái trung đạo. Thì trung đạo là vậy đó. Trung đạo cũng là cái gì nó cũng chừng mực thôi. Thì Đức Phật dạy chúng ta, trước khi chúng ta làm việc gì, chúng ta phải dựa lấy cái bản thân mình làm cái tiêu chuẩn để quyết định sự việc, gọi là quyết đoán cho một sự và dựa vào cái bản thân chúng ta. Thí dụ, quý vị muốn cầm cái dùi chuông này lên thỉnh, thì mình tự mình biết sức của mình có cầm nổi cái dùi này không, và thậm chí mình cầm thì nổi nhưng biết cách thỉnh chuông không, chứ đâu phải cầm dùi lên là gõ cái beng đâu. Cuộc đời này cầm cái dùi gõ cái beng ai làm cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng nó phải phát ra được cái tiếng gọi là tiếng chuông. Cũng giống như chúng ta A tầm phù lấy đại người. Nhưng mà mình đám cưới xong là một việc, nhưng mình phải sống với cái hạnh phúc đó là cả một quá trình. Cho nên chúng ta phải tự thấy được cái sức của mình mà quyết định một cái việc gì đó. Chẳng hạn như mình muốn đi xuất gia, đâu phải mình thấy ở trong chùa sướng quá trời quá đất luôn. Sáng ngủ dậy cái tụng kinh, tụng rồi cái được ăn sáng, ăn trưa, vô đây rồi biết. Nhiều khi nổi cái chuyện thức khuya dậy sớm thôi, mình làm không nổi nữa. Nhưng mà cái lúc mình buồn gia đình, mình khổ một người nào đó, mình muốn đi tu. Đời khổ quá, muốn đi tu. Nhưng mà vô chùa hết khổ rồi thì muốn ra ngoài để mình thêm chữ hú. Cho nên tu hú. Lúc này mình chỉ hú người khác tu thôi, mà mình tu không nổi. Mình muốn làm việc gì cũng được hết, không có sao hết. Nhưng Phật dạy mình hãy dựa vào cái khả năng của mình để chúng ta quyết định một sự việc. Mình nhận lời nấu ăn mà mình không có khả năng nấu ăn cho số lượng đông. Cứ thích nói gì mình nói, hứa gì mình hứa, rốt cuộc mình làm không xong. Mà làm không xong thì mình gọi là thất tính. Mà người ta không còn tin mình thì mình giận người ta. Và từ đó mình nói tôi làm ơn mà nó không tin. Vì chúng ta thiếu cái phần nhìn lại mình. Mình hứa với người ta mà mình có làm được không? Cho nên các cụ xưa cũng dạy mình là trách người một, trách ta mười. Nhiều khi mình đi trắng mà về đen, thành thử ra người ta có nói gì mình nó cũng phải có lý do. Ở trong cái quyển cổ học Tinh Hoa có kể câu chuyện đó. Có cái ông đó, ông mặc cái áo trắng ông đi, thì con chó ông nó tiễn ông lúc ông đi. Nhưng mà rồi do một cái buổi đó ông có một công việc gì đó, ông lăn lộn trong một ngày đó thì cái áo ông nó đen. Thì khi ông trở về con chó nó sủa
chẳng mới chửi cái con chó vô ơn chủ nó mà nó cũng sủa. Thì người hàng xóm họ tinh vi hơn, họ hỏi lúc ông đi ông mặc áo đen hay áo trắng. Tôi đi tôi mặc áo trắng, vậy bây giờ ông nhìn lại lúc ông trở về áo trắng hay áo đen? Nói áo đen. Vậy tại sao ông trách con chó nó sủa không? Ông phải thương nó là gì nó biết nhận ra cái lạ nó sủa, để ông biết rằng khi nó sủa mình, đừng nghĩ nó là con chó vô ơn, mà phải nhìn là tại sao mình là chủ nó mà nó sủa mình. Tại vì lúc mình đi trắng, đi thì áo trắng mà về thì áo đen. Trong cái quyển cổ học Tinh Hoa có kể câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình thiếu cái phần nhận định cái khả năng mình, mà dựa theo lời Đức Phật dạy là làm việc gì phải dựa vào cái tiêu chuẩn, cái quyết đoán việc của mình, phải nhìn lại mình trước khi mình quyết định một việc. Và đôi khi trong chú giải còn dặn, nếu như vậy đối với bản thân mình phải có phần khắc kỷ, phải cần nghiêm túc ở nơi bản thân để đừng có quá đáng. Thì Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện, có cái ông đó, thì trong cái thời loạn lạc, mọi người chạy tán loạn hết, thì giữa cái mùa hè nóng bức, khi chạy tán loạn như vậy thì chủ nhà cũng bỏ chạy đi, thì mọi người đang dừng chân ở một cái mảnh đất của một người chủ nhà, mà người chủ đó có một vài cây ăn trái. Thì mọi người ưa nhau, biết được gia đình này đã chạy loạn rồi và cây trái này bây giờ không có chủ, cho nên đua với nhau mà hái những cái trái cây đó ăn. Nhưng mà trong đó có một ông ngồi yên, ông không nhúc nhích, ông không có bị cuốn lút theo cái đám đông như vậy. Thì người ta mới hỏi ông, tại sao ông không hái trái? Ông mới hỏi, thì ông mới trả lời, trái này của người ta mà hái cái gì? Nói của người ta mà giờ chủ nó bỏ chạy rồi, mình có quyền thôi. Thì cái ông này ông nói, tuy rằng trái này có chủ mà chủ không có ở đây, nhưng mà tôi không vì cái trái này mà tôi mất tự chủ của tôi. Cho nên người ta, cây trái này bây giờ không còn chủ, nhưng tâm tôi vẫn còn chủ, làm chủ được tâm mình. Cho nên thỉnh thoảng Pháp Hòa đi làm lễ khai trương cho mấy cái tiệm á, thì thật ra là Pháp Hòa đến là vì cái tình, nhưng mà cái tâm Pháp Hòa là muốn làm sao cho cái người chủ hiểu được đạo lý tu tập. Cho nên cúng xong thì đơn giản, nhưng mà cuối cùng trước khi về, Pháp Hòa có vài lời và Pháp Hòa mới nói rằng chúc mừng cho các vị đã để dành dụng, tiết kiệm, chịu khó để mà được làm chủ tiệm. Và hôm nay quý vị làm chủ tiệm tốt rồi, nhưng mà ráng làm chủ tâm mình. Tại vì thường á, khi mình làm lính là nó dễ, mình làm chủ thì bắt đầu nó khác lắm. Vì vậy cho nên khi mà được người ta gọi ông chủ, tự nhiên cái dáng mình nó khác hơn. Nhưng mà thật sự cái đó là cái gì? Cái đó là sự tu tập. Mình làm cu ly hay mình làm chủ, mình vẫn là mình, thì mình mới không mất mình. Còn nếu không á, mình sẽ mất mình ở bởi những cái chữ nó gắn mình. Ví dụ hồi nhỏ mà chưa đi tu đi, ta gặp mình ta kêu, ê thằng kia, chú kia, nhỏ kia, thằng nọ, thí dụ vậy. Cái bữa nào mình được cạo cái đầu, người ta kêu chú tiểu. Nó bắt đầu mình happy, mình hạnh phúc với chữ chú tiểu đó. Cái tới hồi mình 20 tuổi mình thọ tỳ kheo, cái mình hiểu là người ta kêu mình bằng thầy, cái người ta quen miệng người ta kêu chú, cái mình buồn đấy, I'm no longer người chú. Em đại đức nào. Rồi cái mình 20 năm làm đại đức, cái bữa nào mình 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo rồi, 40 tuổi đời, cái người ta kêu mình thượng tọa. Cái ai không biết kêu mình đại đức, kêu mình buồn. Rốt cuộc mình tu, nhưng mà mình không giữ được cái tâm tu, mà chỉ để chữ nghĩa nó gắn lên cái năm tháng của mình. Như vậy uổng không?
Cho mình làm chủ mà mình không mất tự chủ mình á, thì mình cho dù một ngày nào đó mình có bị sạt nghiệp, không còn làm chủ, nhưng trong lòng người ta mình vẫn là một người chủ. Và chủ này là gì? Chủ tốt. Một người chủ có tâm. Cho nên cái ông nọ, ông làm quan, thì khi mà người ta tới, người ta, ông một ngày đó ông mất chức, người ta tới người ta chia buồn. Ông nói khi tôi làm quan, tôi đâu lấy làm vinh, cho nên bây giờ mất chức tôi không lấy làm nhục. Tại vì mình từng lấy làm vinh cái chức của mình, thì mai mốt mình không còn chức đó thì mình làm nhục, mình tự cảm thấy xấu hổ. Cho nên cuộc đời này nói cái gì đừng có nói quá, tại vì nói quá cái mai mốt nó không có được vậy, cái mình thành quá cố, cũng quá mà quá cố. Mình nói quá cái là không được, thì mình cũng thẹn. Mà người mà có cái thẹn, cái tâm hổ thẹn, mà có đôi khi chúng ta mất mình là còn mất luôn cả cái tâm hổ thẹn. Người nào mà có tâm hổ thẹn thì Phật gọi là người đó có tâm thiện. Còn một trong những cái tâm bất thiện là tâm không còn biết hổ thẹn. Nhưng mà cuộc sống mình đâu phải đơn giản. Nếu hằng ngày chúng ta không giữ ở cái mức trung bình, cho nên là người ta ăn, cái người mà người ta khéo đó, người ta không tập ăn quá no, ép người ta ăn quá no thì mai mốt cái bao tử nó giãn ra, nó quen, nó nói đó bữa nào ăn ít để chịu nổi. Cho nên thường người ta ăn thì người ta ăn sao cho nó vừa chừng vậy đó, lúc nào cũng vậy cho ta khỏe. Mình mặc cho quý vị thấy, mình mặc vừa cái mình kêu ấm, mà quá cái kêu gì? Nóng. Mình mặc vừa chừng thì mình gọi là ấm, mà mình mặc quá thì kêu là nóng. Vì vậy cho nên muốn được cái tiêu chuẩn làm việc thì chúng ta đầu tiên chúng Đức Phật dạy chúng ta lấy bản thân mình, nhìn lại bản thân mình để quyết định một sự việc, coi mình có khả năng không. Reflect on yourself, your capacity before you make the decision or you accept anything you want to do. Thành ra một cái đó là một cái điều quan trọng. Có nhiều khi mình làm một cái việc gì đó mà hại mình, có nên làm không? Không. Mà nếu mà lợi mình mà hại người cũng không làm. Làm việc gì mà phải lợi cả hai? Không, mà ví dụ đơn giản này. Có nhiều khi mình nấu một món ăn, lên sao rốt cuộc mình ăn được hết á, tại toàn là nấu khẩu vị của mình không, người ta không được. Thì mình nấu vậy thì mình nấu đãi khách mà rốt cuộc khách ngồi, phải không? Thành thử ra thường thường xin lỗi đại chúng là xin phép là nhiều khi mình nấu tiệc mình hay nấu nhiều món là vậy. Tại vì mình phòng hờ có những món người ta ăn được, có những món người ta không ăn. Cho nên đôi lúc đó chúng ta ăn cay, nhưng mà tốt nhất chúng ta nấu món gì mà cay đó, nấu vừa chừng cay thôi, hoặc là nấu không cay rồi để hũ ớt bên ngoài, ai ăn thì tự người ta nên. Chứ mình nấu quá cay, mình cho là món này phải cay, nhưng mà đâu có nghĩa là ai cũng ăn món này cay được đâu. Là được cái có cái công thức, tại sao chúng ta không làm? Thêm ớt vào thì được, mà lỡ để vào rồi mà muốn lấy ra đâu phải dễ, phải không? Cho nên mình làm cái việc gì, dù cái món đó nó ăn cay, nhưng chúng ta đừng nấu nó cay hoặc ít cay, người ta thích thêm. Thêm thì dễ, mà lỡ để vô rồi thì lấy ra rất khó. Đó là một cái việc chúng ta nên để ý. Một việc đó thôi nha, chứ chưa nói nhiều việc khác. Đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi Phật là Thầy chỉ đạo? Tại vì Đức Phật là một cái người Thầy, đã thấu hiểu được các cái ngõ ngách sống của chúng sanh, mà Ngài chỉ ra những cái phương cách để chúng ta sống. Chứ Đức Phật không phải thần thánh gì để chúng ta kính thờ Đức Phật cả. Mà ngày nay chúng ta có để Phật lên, chúng ta hì hợp chúng ta lại, chúng ta cúng dường cho Đức Phật hết món này tới món khác, chẳng qua là bày tỏ lòng biết ơn của Phật. Đối với Phật là mình biết ơn Ngài đã chỉ dẫn cho mình, chứ còn Phật không phải tu hành để chờ ăn mấy cái chén chè.
chè sữa nước, sâu đậu xanh, sâu sầu riêng gì của mình đó. Nếu mà mình cho Đức Phật như vậy đó thì cái giá trị đi tu của Đức Phật thấp lắm. Cái giá trị đi tu bỏ muôn vàng địa ngọc đi tu của Ngài để thành một người thầy dẫn dắt thì uổng. Cũng giống như Pháp Hòa xin thưa vậy nè, khi mình thỉnh quý thầy tới đóng tay tụng kinh, mình sau khi quý thầy tụng rồi mà mình muốn cúng dường cái gì cho quý chùa đó các thầy á, mình đi về chùa mình cúng. Quý thầy vừa tụng kinh xong chưa kịp giải y nên mình cầm bao thơ mình tới mình cúng, thì xin lỗi nhiều khi cái tâm mình không có xấu, không có xấu. Mình giống như mình nghĩ là quý thầy cúng xong mình appreciate quá, mình kính trọng quá, mình muốn cúng dường, nhưng mà mình sẽ làm cái thời kinh nó giảm cái giá trị. Vậy thì quý thầy tới tụng thời kinh là tiền vừa trao là cháo mới múc, hay cháo vừa trao thì tiền mới đưa được. Mình làm cái thời kinh nó giảm cái giá trị xuống đi. Quý thầy không phải là đi tu cả đời để đi tới đợi từng cái đám tang sống như vậy. Mặc dù cái tâm mình không xấu, mà không có ý gì xấu, nhưng đây cũng là nhắc để mai mốt mình có sự kiện gì trong gia đình mình, cúng dường chư tăng, mình nên để ý. Nhiều khi mình đến mình cúng dường một cái vị tăng mà mình không có để ý thì làm cho cái hình ảnh nó không được dễ thương, nó không được đẹp. Điều thứ hai là Đức Phật dạy chúng ta phải lấy cái dựa vào cái đời để mà làm tiêu chuẩn, tức là những người xung quanh. Hồi nãy là mình, khả năng mình, bây giờ tới người xung quanh, trong đó có người thân mình, trong đó có ý kiến của tập thể vân vân. Thì bây giờ mình làm một cái điều gì đó mà mình phải nghĩ xa, nghĩ gần, nghĩ chung tất cả. Pháp Hòa thường hay dạy các em nhỏ, nhất là khi các em đi đến khóa tu, có những em nó được rất nhiều những cái treats nhưng mà nó quên những người xung quanh, cho nên nó hoàn toàn không, không có cho cái này nữa. Tại vì mình làm như vậy các em khác nó sẽ nhìn vào, và tạm thời mình dùng cái từ là phân biệt. Con người ai cũng có cái tâm lý đó, tu là tu, ở chùa mấy chục năm cũng vậy. Nhờ mình tạo cái điều kiện sống, cách hành xử, cho nên mình không làm cái tâm ganh tị của người kia sinh khởi. Nhiều khi cha mẹ trong gia đình mình thương con, cái đứa nào mà nó nghe lời mình, nó gần gũi mình, nó nâng mẫn với mình là mình cưng cái đứa đó thấy rõ luôn á. Là mình vô tình mình làm cho đứa khác nó thấy, mình làm cho cái đứa khác nó thấy và nó trong lòng nó không nói ra. Nhưng mà nếu cái điều đó nó trở thành một cái lâu năm đó, nó đi theo cái đứa nhỏ đó tới lớn luôn, và nó xác định rằng cha mẹ chỉ favor đứa này thôi, không phải nó. Và thưa đại chúng, là trong quá trình làm việc với cộng đồng, Pháp Hòa đã từng nghe những rất nhiều những câu chuyện. Và do chúng ta thôi, khi chúng ta cuộc sống mình cứ focus cái này mà mình quên vậy. Có một cô đó, có một đứa con làm khổ cô. Cô có 5 đứa con mà 4 đứa kia thì nó ngoan, cô hoàn toàn cô quên đó. Cô lúc nào cũng chú trọng cho đứa con. Mình hiểu cái tình của người mẹ là đứa nào khổ mình chú tâm, nhưng mấy đứa kia nó khó chịu. Tại sao tụi con thương mẹ, tụi con chăm sóc mẹ đủ kiểu mà mẹ không bao giờ mẹ nhấn đến. Thì một hôm nọ cô lên chùa, có bà nhắc, có bà nhắc cô, cái đứa làm khổ mình thì mình lại chú tâm nhiều mà quên những đứa xung quanh. Thường thường cái người nào làm mình khổ mình nhìn nó hoài, mà người xung quanh người ta ngó mình không hay. Cho nên trong cuộc sống Đức Phật dạy hay lắm. Bản thân mình rồi, bây giờ bắt đầu mình nhìn ra cái xung quanh.
Có nhiều khi quý vị đi chùa làm công quả, quý vị giận một cái người nào trong cái nhóm công quả của mình, rồi mình muốn nổ tung ra, mình muốn làm cái này làm kia. Bây giờ nếu mình làm cái đó là bắt đầu mình lợi cho mình, thỏa mãn cái giận tức của mình, nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chung. Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì bắt đầu mình nhẹ xuống, là vì mình biết rằng cái mình nó rất nhỏ trong đại chúng. Thì cái câu chúng ta thường tụng là tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Bởi vì tăng là một đoàn thể hòa hợp, mà bây giờ chỉ có mình với người kia bất hòa thôi, mà tự nhiên làm chi thì cả một cái đoàn thể này bắt đầu nó có rẽ. Cho nên trong cuộc sống đôi khi chúng ta dinh lại mình để rồi chúng ta nhẹ được cái khác. Quý vị nào mà tụng chú Đại Bi là quý vị sẽ tụng tới câu tát bà tát bà, đúng không? Trong đó câu tát bà tát bà, chỉ chữ tát bà nghĩa là gì? Nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Cho nên mỗi lần mình tức gì đó mình nói tát bà tát bà, đừng đợi nó bà mà nó mình tát. Tát bà là tiếng phạt, nghĩa là vì cái chung. Đôi khi mình nhịn, hai vợ chồng đang gây gì nha, mà có ai bấm chuông mở ra cái thấy người khách cái là thôi, bước vô án khách tới cười vui lắm. Vì sao? Vì cái vị Phật tử đó biết hồi hướng. Bây giờ hồi tiểu hướng đại, nghĩa là biết nhìn lại cái nhỏ bé của mình để vì cái chung. Hồi hướng nó có bốn cách đó. Hồi là quay về mình, mà hướng là quay về người. Mà trước khi mình hồi hướng cho nó đủ là chúng ta phải hồi tiểu hướng đại, và lúc nào thấy mình cũng rất nhỏ bé và đại chúng mới là cái lớn. Mình với ổng chỉ là nhỏ bé thôi, con cái mình mới quan trọng, cả gia đình mới quan trọng, rồi mình chỉ là nhỏ bé, đại chúng trong chùa, trong cộng đồng mình mới quan trọng. Cho nên vừa rồi Phong Hòa viết thơ cho ba đệ tử đi xa học, thì ngày đi học Phong Hòa viết cho ba người ba lá thơ. Trong đó Phong Hòa viết cái câu cuối: các con đang đi học không phải mang cái hình ảnh của tăng, một đoàn thể của tăng là nói chung, và còn mang cả một cái hình ảnh của tăng thân Trúc Lâm nói riêng. Cũng giống như mình vậy đó, mình ra ngoài cái mình nghĩ tới người thân gia quyến của mình, bên cạnh đó mình nghĩ tới cộng đồng người Việt. Cho nên mình, gia đình mình, họ Nguyễn, họ Trần là cái nhỏ, và cái cộng đồng người Việt là cái lớn, cộng đồng Á Đông là cái lớn. Cho nên để mình có được cái tiêu chuẩn với cái cộng đồng thì chúng ta phải cân nhắc, cân nhắc bằng cái trí tuệ của mình để không tổn hại đến cộng đồng, cái chung hai việc, phải không? Quyết đoán về bản thân mình, về cái tập thể, về cái cộng đồng, mà muốn được như vậy phải dùng trí tuệ quan chiếu. Và cái thứ ba Đức Phật dạy là gì? Đó là luật pháp hiện hành và nhân quả tương lai. Thưa đại chúng, khi đọc đến đoạn kinh này Pháp Hòa cảm xúc, tại vì Pháp Hòa thấy Đức Phật dạy quá kỹ lưỡng. Một việc gì mình làm là bản thân, xung quanh mình chưa hết, đôi khi còn phải căn cứ vào pháp luật để chúng ta làm mà không phạm pháp. Cũng giống như ví dụ như giờ mình muốn xây một cái hàng rào thì cũng phải làm đúng luật của city, phải không? Làm hơn ở đâu có cho. Mà bây giờ trước khi mình làm cái hàng rào, mình xin cái bản vẽ xong thì city phải gửi xuống cho neighbor, báo cho biết là ở đây ta muốn làm cái hàng rào cao mấy feet vậy đó. Như vậy thì mình muốn không làm chuyện, city cho làm việc, mà ai cho nữa? Hàng xóm. Cho nên ở đây nước Mỹ với Canada luật giống nhau, nhà cửa mà xây xong thì họ sẽ lấy một phần tiền để sẵn đó. Nếu mình không làm landscape,
Mà thậm chí có những nơi người ta còn bắt buộc mình phải trồng bao nhiêu cây cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Và Đức Phật dạy rằng có những điều Đức Phật chưa bao giờ nói, nhưng mà trong tương lai nếu luật pháp ở đó người ta bắt buộc phải theo, chúng ta phải theo. Vì đó là cái luật. Ví dụ như là thời Phật, Phật không có trong luật giới, Phật không có câu là lái xe nhớ seat belt và phải để ý coi chừng overspeed. Đức Phật không có nói cái đó, tại vì thời Phật không có xe. Nhưng mà có thể Đức Phật nói là lái xe ngựa phải cẩn thận, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ chúng ta sống vào cái thời đại mà chúng ta phải lái xe, thì buộc lòng chúng ta phải theo luật pháp đang hiện hành. Đó là chúng ta phải lái chừng mực, không lái quá cây số, hay là không có đường, không có cài dây an toàn. Cho Đức Phật nói chúng ta còn phải lấy cái pháp luật làm chuẩn. Ba việc đó không? Với người bản thân, với gia đình, xã hội, người xung quanh, và kế đó là pháp luật. Ví dụ bây giờ mình đi ăn cắp để nuôi con mình, trên cái tình là mình làm đúng lắm đó. Tại vì mình làm cha làm mẹ thì phải lo cho con, nhưng mà trên cái lý thì mình phạm pháp, là vì chúng ta đã ăn cắp để nuôi gia đình. Thà để ra thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị đi ra đường, quý vị đi chợ đó, quý vị mua đồ thức ăn cho chùa, hay thậm chí mua thuốc men, mua gì chùa, quý vị cứ lấy cái câu là mua cho chùa, cho nên ép người ta muốn chết luôn. Vì mình nghĩ tốt thôi, kệ, ép được đồng nào hay đồng đó hạ điện cho chùa. Nhưng mà mình không, mình quên rằng sau khi mình rời khỏi cái tiệm đó, ta đâu chửi mình, ta chửi chỗ. Cho nên cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình đi buôn bán thì buôn bán chung, mình chấp nhận thì mình mua. Thí dụ mình nói à, cái này tôi mua cho chùa, chị có giá gì đặc biệt không? Vậy được rồi, tự người ta hiểu, người ta muốn bán sao ta bán, đồng ý thì mua, chứ không có ép này. Quơ 5-7 cái đi ngang thấy khác, thôi tôi lấy này luôn nghe cho chùa, kẻ cúng chùa đi cho có phước. Nhưng mà thật sự người ta đâu có vui đâu, người ta đâu có vui. Rồi thì người ta cũng ép bụng người ta đưa cái đó, nhưng mà rốt cuộc rồi á, người ta cúng mà ta không có vui vẻ. Và từ đó về sau ta dặn nghe cái bà đó tới, nhớ báo cho má biết để má đi. Ta đưa ra đại chúng để ý. Đức Phật dạy có ba việc thôi. Làm việc gì chúng ta phải tự lượng sức mình và nghĩ đến người thân xung quanh mình. Có nhiều khi mình thỏa mãn cái bản chất tức giận của mình, cái bản năng tức giận của mình, nhưng mà mình sẽ làm tổn hại đến bao nhiêu người khác. Giống như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Nhiều khi mình làm việc gì ấy, mình phải nhìn ngó xung quanh. Một cái việc rất nhỏ là quý vị thuộc chú Đại Bi, thuộc chú Lăng Nghiêm, đi lên tụng kinh thì phải nhìn xuống đại chúng coi bữa nay mình chủ lễ, nhưng mà nhìn lại phần lớn hình như là tan chủ, không biết tụng kinh không, phát cho người ta quyển kinh rồi cái bắt đầu mình nhắm mắt mình tụng mà người ta lập muốn rách kinh luôn, không được kiểu nào. Mình tụng kinh, mình làm chủ lễ mà mình quên, mình biết đối tượng ngày hôm nay mình dẫn lễ là ai không? Là tang chủ, là những gia đình Phật tử, người ta tới đây ta làm thánh tang mà ta không thuộc biết cái gì đó. Mình phát cho người ta quyển kinh thì chịu khó tụng chậm chậm để cho ta tụng theo. Mình làm chủ lễ xong mình nghĩ mình thuộc kinh, cái mình lên mình dặn nga cái mình tụng mà mình quên thắng. Không có đèn đỏ đèn xanh gì hết trơn. Lâu lâu bon cái biểu gia chủ cuốc. Lâu lâu bon cuốc. Rồi còn còn nhiều khi còn lên dặn nghe, cứ hễ nghe chuông là cuốc nhau. Cái lúc mình nhồi bon nó cuốc chết. Mình nó đâu có biết trời đất gì, mình dặn sao nó làm vậy nữa. Rồi cái lúc mà hồi chuông hồi mỏ đó,
ông mỏ bên này ông thỉnh ba hồi, cái bên này ông chuông ông đổ theo ba hồi cho chủ nước cuốn quá trời quá đất luôn. Rồi cuốn xong một thất, thất thứ gì nó hỏi đi nữa không ấy. À nữa mình làm mất member. Như vậy mình làm chủ lễ là một việc, nhưng mà mình thuộc kinh là một chuyện, nhưng mình phải lấy con mắt mình nhìn xuống đại chúng. Đối tượng hôm nay mình chỉnh kinh là ai? Nếu mình tụng kinh một mình, muốn tụng gì đó mình tụng, muốn nhanh muốn chậm tùy mình. Nhưng khi mình đã lên đứng ở trước cái lễ dẫn kinh thì mình phải quán xuống đại chúng hôm nay là đều là Phật tử lâu năm của chùa thuần thành thuộc kinh, cứ tụng thoải mái. Nhưng những người hôm nay không phải là như vậy thì chúng đó nhiều đó thôi. Chỉ một cái chuyện dẫn kinh thôi mà nếu chúng ta có để tâm để ý một chút á, thì chúng ta sẽ trở thành một người chủ lễ có tâm và có tâm. Rồi đồng thời mình đến đám tang mình cũng hỏi thời lượng tang lễ là bao lâu. Tới nãy dạ gia đình con vô từ 5 giờ tới 8 giờ tối, mình tụng xong thời kinh tới 7 giờ rưỡi, không ai vô thăm viếng gì được hết. Nhiều lúc tang chủ người ta bị khách đông quá tới thăm viếng, ta ghi tờ giấy thầy ơi tụng lẹ lẹ dùm con. Cho là bắt đầu mình phiền nặng là vì chúng ta làm việc không có khoa học. Không phải mình lên cầm cái microphone mình đắp đi mình làm chủ lễ kinh sao tôi tụng vậy, kinh là như vậy, cái này nó lanh hơn kinh. Thiền ở đây nè, tụng kinh cũng thiền. Trời lạnh muốn chết vậy bắt mấy bà già đi, mình tuy biết. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ đưa một vài cái ví dụ để cho đại chúng thấy trong cuộc sống của chúng ta, từ cái nấu ăn, từ cái làm việc, thậm chí chúng ta nghe pháp. Nghe pháp đâu có gì sai, nhưng mà phải để ý cái giờ. 12 giờ khuya ta ngủ ở trên mở ung sừng phải làm gì? Mở pháp cho chúng sanh nghe. Chúng sanh nghe pháp ở đâu mà chúng sanh nghe cái này nó thành ra cái tiếng lung bùng mà nó không ngủ. Mà từ đầu á, mới đầu nó nghe Phật pháp nó thành ra ác pháp. Cho nên nhiều lúc nó xin thưa đại chúng, lúc Pháp Hòa hay giỡn mà Pháp Hòa thật. Đi gặp quý thầy bắt mấy đứa nhỏ quỳ xuống lại rồi xá rồi làm lung tung. Pháp Hoàng nói coi chừng á, xong lần này thôi, nó nói next time this month come back I don't want to see him. Quý vị muốn đưa thầy lên nhưng mà không khéo á, hình ảnh của thầy bị lu mờ trong tâm cảm của mấy đứa nhỏ. Nó không phải là những cái đứa hiểu cái đó, chỉ cần gật cái đầu hello thầy con, kể từ từ hello thầy con, mà mai mốt nó còn gặp thầy nó còn hello thầy con, còn không thì nó bỏ chữ hello nó thòn cây. Mặc dù mình rất tốt mà mình muốn mấy đứa nhỏ nó cung kính chư tăng, nhưng mình phải biết cách mình phải giới thiệu như thế nào, mình phải làm cái gì mà có cái tư duy có phương án kiến, thì cái việc đó nó không có quá. Cho nên hôm nay Pháp Hòa xin thưa đại chúng ba việc. Bất cứ việc gì chúng ta làm, quý vị đặt ba tiêu chuẩn: bản thân mình, người xung quanh gia đình mình, và cuối cùng là pháp luật. Có nhiều lúc mình làm một cái việc gì đó mà được gọi là hy sinh cho người khác, nhưng điều đó phạm pháp cũng không nên làm. Chẳng hạn như mình đi lường gạt người ta để đi làm từ thiện, nó cũng không cần thiết nữa. Từ thiện là gì? Việc thiện nó xuất phát từ tấm lòng từ bi, gọi là việc thiện, đó là từ thiện. Từ thiện là cái việc khéo léo. Chữ thiện nó hai nghĩa, một là khéo léo, hay là chúng ta làm thiện.
Nhưng mà việc đó phải được xuất phát từ cái tâm từ bi, chứ không phải là mình lường gạt chỗ này mình đi bố thí chỗ khác. Thì cái người mà vô được bố thí người ta cảm ơn, nhưng mà cái người bị người ta gạt mình á, thì ta thế nào ta cũng đưa mình đến pháp luật. Thành thử ra điều đó không nên làm. Mà khi chúng ta gặp phải sự cố thì chúng ta nói sao? Tôi làm thiện quá trời mà không linh, tôi bố thí mà tại sao không được phước? Thì cái trường hợp này Đức Phật dạy trong kinh là gì biết không? Bố thí nhiều mà phước ít. Phật dạy trong kinh có những trường hợp bố thí nhiều mà phước ít, bố thí ít mà phước nhiều, bố thí nhiều phước nhiều, mà có đôi khi bố thí ít mà được phước nhiều, bố thí ít mà phước ít. Nhiều khi mình bố thí thật nhiều mà phước không có bao nhiêu. Chẳng hạn như mình đem tiền của mình cho một cái người nghiện ngập, thì mình bố thí rất nhiều nhưng mà nó có phước lắm. Thật ra cái điều này chúng ta suy lại để chúng ta lấy nó. Bây giờ muốn biết mình làm cái việc gì, làm sao dựa trên cái nền tảng Phật dạy, lấy ba cái nền tảng đó: bản thân, người xung quanh và pháp luật. Pháp luật ở đây nó có hai phần. Một là pháp luật hiện hành của đất nước mà chúng ta đang sống. Hai là pháp luật trong đạo mà chúng ta đang tu tập. Thì như vậy đó, chúng ta cũng giảm thiểu cái phần tạo nghiệp hay là làm lỗi. Dĩ nhiên là việc làm nào nó cũng có những cái sơ thức của nó, nhưng nếu chúng ta có một cái tiêu chuẩn đo lường thì nó không đến nỗi. Vì vậy người ta có cái cân, dù mình nhắm rất chuẩn nhưng mà đôi khi nhắm mà có lúc nó hơi mờ, cho nên có người hay chập nó nói thầy nhắm nhưng mở còn không thấy nó lấy gì nhắm. Mình có cái cân để làm gì? Để mình để lên để nó lấy cái số công bằng cho tất cả. Thì đó là cái ý cái cân. Thì cuộc sống chúng ta làm việc gì nó cũng có cái thước đo, dù nó không phải là trọn vẹn nhưng ít nhất nó không đến nỗi làm cho mình bị quá là thất bại. Đó là cái ý của bài sinh hoạt qua ba tiêu chuẩn. Ba tiêu chuẩn để chúng ta quyết đoán một sự việc: bản thân, gia đình mình, xã hội mình, người thân mình. Nếu đối với bản thân muốn được như vậy, chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Ví dụ như Phong Hòa nói với mấy đứa nhỏ đó, khi mà con có tiền nhiều, nhất là học sinh, cha mẹ hay để tiền vào trong ngân hàng cho con đi học. Khi mà con có tiền nhiều á, con cũng đừng xài phí. Tại vì trên đời này á, mình á, xài thì dễ chứ ngưng xài thì khó. Ở đời nó vậy á, thà là chúng ta cứ trung bình vậy, đói ăn vậy, bình thường vậy, mà cái gì mà chúng ta làm quá chúng ta mất đi cái tự chủ. Cho nên đối với bản thân hơi nghiêm khắc một chút, đối với người xung quanh để làm cái việc đó cho nó bớt đi cái khổ não cho người thân, chúng ta phải tư duy bằng trí tuệ để hành động đỡ đi những cái sai lầm. Còn đối với pháp luật thì chúng ta nên dùng cái tiêu chuẩn nguyễn chuyển, làm sao để sự việc nó không có. Có nhiều lúc mình căn cứ vô luật quá người ta cũng khó chịu, tại có những cái nó không có bị cái gì hết, ăn thua mình nguyễn chuyển một chút. Cái chuyện này nó mới xảy ra hồi chiều thì Pháp Hòa xin kể để mà cho đại chúng thấy cái điều chúng ta hành xử trong cuộc sống đó. Thì ngày hôm qua có một vị Phật tử có một người thân mất cách đây 2 tháng, thì vị này mới rất là tha thiết muốn mời Pháp Hòa về nhà, dù chỉ thắp một cây hương hay là đọc cho người thân mình một biến kinh ngắn, nhưng mà thời gian nó không có, không dám hứa trước. Khi đi về thì nhờ người bấm cái khoảng cách thế này thế kia thì hơi xa, Pháp Hòa mới hẹn là tối nay xong đi 9 giờ 10 giờ tối ở đây, trên đường đi về Oregon thì tấp vô. Nhưng rồi suy nghĩ lại, lỡ tối nay mà chụp hình nó delay thì trễ giờ, thì bây giờ thôi, bây giờ mình ráng cái buổi trưa đó.
mình squeeze tham vô. Thì Pháp Hòa cũng ráng được. Pháp Hòa tới được hai nơi. Một cái đám tang của một bà cụ, chưa kịp gặp Pháp Hòa, bà đi trước rồi. Cho nên rồi gia đình cũng cho biết, cho nên Pháp Hòa cũng đâu có làm gì đâu, chạy tới thắp cái hương cho bà, rồi đi đến cho một cái chỗ khác. Đến đây thì vô nhà tụng cho một cái thời kinh. Nó cái luật đó là đâu có thể nào mà mời xẹt vô cái vậy thôi rồi đi vậy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái vấn đề nguyện kiện, nó không có cái gì gọi là phạm pháp, phạm luật, cái hại ai gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta có thể nguyện kiện được, du di được, để làm những gì trong cuộc sống mà chúng ta gọi là có thể làm, thì chúng ta có thể làm. Thì khi đi xong rồi, các vị đi chung đó, hồi nãy lúc con đi con cũng phiền, sao mà giờ giấc chi mà giống như chạy giặt. Mà đến đó rồi cái tự nhiên mình thấy thương cái gia đình mình quá. Đi ra cái tụi con thấy nhẹ lòng. Có Hòa im lặng lắm thôi. Tại vì thường thường cái cách sống Pháp Hòa là chỉ cần Pháp Hòa còn một thời giờ nào đó để làm gì cho người khác trong khả năng của mình, Pháp Hòa không được. Cho nên trừ khi nào quý vị thấy mà từ chối là biết là Pháp Hòa không thể giải quyết. Pháp Hòa có thể nhịn ăn, có thể mất ngủ, bất cứ bản thân mình. Nếu làm được vì gì cho người khác, Pháp Hòa sẽ làm. Nhưng nếu gì đã có một cái commitment phía trước đó mà delay cái này cũng không nên. Cho nên bản thân mình thì được, nhưng mà tác hại đến người khác hay là pháp luật, cái đây nó quyến kiếm được. Cho nên có những cái luật là do mình squeeze vô thôi. Không có ví dụ nè, ở trên này nãy có xếp ghế, nhưng mà giờ mình thấy ngoài kia ta đứng ta có nghe được gì đâu mà lạnh nữa, thôi kệ ngồi đây đau một chút mà ấm, đau một chút mà nghe được. Quý vị hiểu ý mà nói không? Có nhiều lúc mà mình đi giảng, quý vị biết không, Phật tử mà nó lấn lên ngồi chứ đều muốn lên đây ngồi. Em ước gì luôn á. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như vậy á, để đại chúng thấy là cái gì chúng ta gọi là cái sống, sinh hoạt, chúng ta gọi là sinh hoạt, hoạt là hoạt động, sống là phải hoạt động chứ không gọi là sinh hoạt. Người có sống là phải hoạt động, mình không hoạt động thì không có sự sống, mà sống thì không thụ động. Mà đừng bao giờ bắt một cái khuôn đó rồi mình ép uổng, mặc dù mình có dư thời gian, dư khả năng, nhưng không, luật dạy nói vậy không có. Cho nên thưa đại chúng, giới luật của Phật có bốn cách hành trì: khai, giá, trì, phạm. Có những lúc phải khai mở ra, có những lúc phải trì. Ví dụ hồi nãy Pháp Hòa xin kể câu chuyện nhỏ nữa. Hồi nãy lên hầu ông viện chủ, ông múc một tô bún cho ông dùng, thì trong đó có mấy cái cọng bắp cải màu nó hơi dày á, ông nhai đâu có được, thì buộc lòng ông phải làm gì, ăn tới đâu kéo ra. Không bằng mới lấy cái chén nhỏ nhỏ mà để mà chọc ông á, ông xương dịch ông để đây. Nhưng mà nếu mình nhìn vô Hòa Thượng là tại sao Hòa Thượng phung phí, tu không được phung phí, ăn cái gì nổi mà phung với phí. Mà nếu như mình sợ phí, một lát ăn không nổi bắt đầu phung. Bây giờ cho ta lấy ra thì ta lấy từ từ, còn ép ta ăn để ta không phí, một lát ta ăn không nổi ta phung ra. Quý vị thấy được chưa đó? Cho nên tu nó không phải cái chuyện ở trong kinh điển, giáo lý nó không còn nằm trong một quyển kinh nữa, mà bây giờ mình làm sao Phật pháp nó đi vào trong cái cách sống của chúng ta. Đối với một người già, người ta ăn không được thì buộc lòng phải cho người ta lấy ra chứ, không hét vô tội chết. Cái này là không có khai. Khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, còn không là phạm. Bốn cách giữ giới: khai, giá, trì, phạm.
Một bác lớn tuổi không lại Phật nổi thì cho người ta xá thôi. Không được, không được. Lại Phật phải thuốc, bác thuốc. Thuốc xong mà nằm luôn, mình phải tìm. Cho nên quý vị biết không, Pháp Hòa mà đi tăng lễ đó, Pháp Hòa mà đi tăng lễ mà của đám mà quý vị cứ tưởng tượng đó, một bà cụ mà ông cụ mạnh 100 tuổi đó, thì con của các mẹ đó nhiều phải 7-8 chục. Trời đất ơi, bác họ quỳ hết với bàn Phật, bác quỳ với muốn cơm, làm xong cái đám nó 2-3 đám nằm luôn rồi. Cho nên mình đi tụng đám mình không có con mắt mình nhìn, mình có cái đầu mình suy nghĩ chứ. Bà cụ 100 tuổi thì con bà phải là 7-80, làm sao mà bắt người ta quỳ được. Cho nên Pháp Hòa nói quý vị đứng đi, đứng thắp hương, xong rồi quý vị xá, hoặc thậm chí sau 3 lần thỉnh mời tất cả các vị lớn tuổi, các vị con lớn tuổi ngồi ghế, đưa các cháu lên cúng thế. Đâu có ai luật lệ nào bắt con trai phải cúng cơm, đó hồi xưa giờ nó vậy, nhưng có những trường hợp mình phải quyến chứ. Bắt ông già cúng cơm, bà già 100 tuổi xong rồi mấy đứa nhỏ nó cúng ổng luôn. Lúc đó là mình làm việc non stop. Thậm chừng ta nói mình tụng sao lưng quá. Hết người này đi, đứa người kia đi. Cho nên thường là Pháp Hòa, Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng hiểu á. Có những lúc quý vị thấy trong chùa sẽ làm những việc nó bình thường, phải có lý do. Hoặc là trong cuộc sống của chúng ta có một ai đó làm điều gì mình thấy nó không có bình thường, đừng có nhìn cái cặp lấy cặp mắt của mình có một cái khuôn khổ xưa giờ mình đặt để. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, và cái người người ta biết làm việc là người ta sẽ nguyễn chuyển mọi việc để người ta thực hiện cái công việc của mình. Sống là động, sống là động, mà động thì linh động trong sự sống. Rất nhiều lần quý vị quỳ không qua đâu có cho, thậm chí ngồi không qua nó ngồi đây chụp hình ám dám không có gì cũng dám, trước sau cũng ngồi ngồi đây luôn cho rồi. Giờ bác muốn ngồi ghế ngồi bàn, sợ quá ngồi ghế liền. Cho nên nhiều lúc của bà mời ăn dạo không dám ăn với thầy nó không, còn đang nóng ăn đi, mai mốt ăn nguội. Nói vậy đó thì mới dám ngồi. Không có gì hết. Khi nào thi lễ, và trong cuộc sống đôi lúc ông bà thương với bác như cha mẹ ông bà, lúc nào cái tâm cũng nghĩ như vậy. Cho nên đi đám tang Phong Hòa lúc nào cũng nghĩ Phong Hòa được cái phước được đến đây làm lễ tang cho bà cụ, ông cụ, đó là cái phước của mình. Cho nên mình làm việc gì cho ai, đừng nghĩ mình làm ơn cho ai hết, mà phải luôn luôn nghĩ rằng mình được cái phước làm cho người. Mình nghĩ như vậy cho nên lúc mình làm mình khiêm cung, lúc mình làm mình cẩn thận, mà mình không có làm bằng cái tâm cao ngạo của mình, phước từ đó mà sanh. Cho nên phước rất dễ tìm, tùy theo cách mình ứng xử mình kiếm phước, nhưng cũng rất dễ mất nếu chúng ta không có khéo. Cho nên còn mất trong tay mình, chúng ta có một bàn tay để cầm nắm các pháp. Cho nên khi mình rửa tay có cái bài kệ, nếu mình đọc chữ Hán thì cái chữ Hán nó như thế này: dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Và tiếng Việt là khi mình lấy nước để rửa tay, dĩ thủy quán trưởng, trưởng là tay, lấy nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Mình có một bàn tay để mình gìn giữ tình cảm, công việc của nhau, tùy theo cái tâm Phật pháp của chúng ta. Cho nên mình có Phật pháp là sẽ có phương pháp, mà phương pháp của chúng ta là phương pháp của Phật, mà Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà người tỉnh thì phải thấy lúc nào cần làm cái gì, chứ không có đóng khung. Không có đóng khung, Phật pháp không có khung. Cho nên Phật pháp không phải là một công thức 1+1, mà Phật pháp là cái uyển chuyển tùy duyên. Cho nên tùy duyên mà bất biến. Cái tâm Phật pháp mình không có lệch, chỉ mình biết cách tùy duyên thôi, phải không? Tùy duyên bất biến. Bất biến nhưng mà
tùy duyên. Cảm ơn đại chúng. Mệt chưa? Dạ em phải uống nước. Cho thầy xin. Bây giờ để thay đổi không khí ha, tâu và cung dường đại chúng một bài hát. Xin mời đại chúng nghe bài Nghe Chuông. Bói tiếng chuông huyền diệu đi vào không gian, vào cõi thân thanh. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u. Những ai phiêu bạc mau dừng lại, chân bừng tỉnh nhất mê. I will teach you how to sing a very brief song, and this song very easy. Can you repeat after Thầy? I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me. Teaching me. To be free. To be free. Dễ không? Hát dễ hơn nữa. I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Yeah. I love Buddha, I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do. Buddha is my teacher. Buddha is my teacher. Teaching me to be free. Dễ không? Rồi, bây giờ mình tiếng Việt ha. Ngồi yên để thiền, ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền. Lòng an vui, lòng an vui. Rồi gì nữa? Lòng an vui thôi đủ rồi. Ngồi yên để lắng lòng, ngồi yên để thiền. Lòng an vui, mỉm cười tươi. Mỉm cười tươi. Mình không có còn lo lắng thì hết buồn xong. Bây giờ Pháp Hòa xin trả lời một vài câu hỏi. Có một Phật tử hỏi là từ lâu theo truyền thống thông lệ gia đình, ngày giỗ tính theo ngày âm lịch, nay con muốn chuyển sang ngày dương lịch có được không thưa Thầy? Nếu được, con phải van vái thế nào để chuyển? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là xưa nhờ cúng theo ngày âm lịch, bây giờ muốn đổi qua ngày Tây lịch có được không thưa Thầy? Rồi hỏi xong là hỏi nếu vậy con phải van vái thế nào. Hỏi Thầy nhưng mà vái tổ tiên. Thưa đại chúng á, khi chúng ta là người Việt Nam, người Á Đông, chúng ta xài âm lịch vì chúng ta xài theo cái ánh sáng của mặt trăng, cho nên gọi là âm lịch. Người Tây Phương xài ánh sáng của mặt trời,
cho nên gọi là dương lịch. Còn cái việc chúng ta cúng giỗ cúng bái cúng tất cả các ngày không nhất thiết phải âm lịch. Chúng ta có thể chọn ngày tây lịch, mà nhất là thời buổi bây giờ để tiện lợi cho con cháu, chúng ta nên sử dụng một cái lịch gì để mà thống nhất và dễ dàng cho con và cháu của chúng ta. Vì ở đây chúng ta muốn duy trì cái văn hóa truyền thống cúng ông bà tổ tiên cho thế hệ con cháu chứ không phải cho mình. Mình thì dễ rồi, nhưng mà mình phải làm sao chuẩn bị, đã đến lúc chúng ta phải chuẩn bị cho con cháu một thế hệ tương lai một cái văn hóa mà họ sẽ tiếp nối cho mình. Tại vì thế hệ trước bắt đầu đã đi từ từ rồi, bây giờ cái thế hệ sau là cỡ quý cô chú đang ngồi đây, quý anh chị cỡ bên ngoài đây, và chúng ta phải có bổn phận làm mới lại một số hình thức nào đó, gọn gãy là một số nào đó để tiếp tục cho con cháu mình đã làm. Vì cái đây chúng ta muốn quan trọng là cái vấn đề duy trì chứ không phải là hình thức. Cho nên bây giờ đó, thậm chí chúng ta còn phải thống nhất là một ngày giỗ chung để cho các con, các cháu có thể về được mà không cần phải cúng giỗ riêng. Thí dụ quý vị chọn cái ngày Thanksgiving tuần tới nè, là vì cái ngày lễ đó là đất nước Hoa Kỳ làm lễ tạ ơn, thì chúng ta cũng tạ ơn ông bà tổ tiên và tất cả đều được nghỉ lễ nữa. Cho nên mình cúng cái ngày đó nó vừa ý nghĩa cả Tây Phương và lẫn Á Đông, mà thuận lợi cho mọi người không cần phải xin ngày nghỉ, vì ai cũng được nghỉ ngày đó. Và mình làm sao để con cháu có một cái dịp reunion, trở về gia đình để có một ngày nhỏ chung. Nên làm cái việc đó và không điều gì có sai quấy cả. Nếu ông bà nào không đồng bằng lòng, ông bà sẽ về báo cho biết. Còn nếu thấy không thấy ông bà trả lời gì hết là ông bà ok rồi đó. Là không sao cả. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, ở đây một năm chúng ta cúng lễ Phật Đản Vu Lan đúng ngày bao nhiêu lần? Trong suốt mấy chục năm chúng ta ở nước ngoài hầu như rất ít, phải không? Vì chúng ta đều lựa gì? Cuối tuần. Rồi quý vị đi nhờ mấy thầy coi ngày đám cưới, rốt cuộc ngày nào cũng là thứ bảy cuối tuần. Ông thầy ông cũng giả bộ để thầy coi cho. Cuối cùng ông cũng lựa thứ bảy ông đưa. Tại ông biết ông đưa thứ năm quý vị cũng đòi hỏi thứ bảy à. Nó ông đưa thứ bảy cho rồi luôn. Đi coi cho yên tâm thôi. Rồi ông thầy ông cũng yên tâm mình luôn. Ông nói là thứ bảy tốt ngày. Thật sự quý vị đi lên coi ngày đám cưới rồi thầy cũng nói ngày thứ năm thứ sáu mình làm được không? Không được. Nghe giảng mà còn đòi thứ sáu mà. Cho nên mình thực tế như vậy chứ không phải là cái gì. Quý vị nhớ đạo Phật rất thực tế. Đạo Phật rất thực tế. Và chúng ta phải làm cái gì nó phù hợp với đời sống hiện tại. Tại vì đạo Phật cho con người, đạo Phật là cho con người, mà ông bà tổ tiên Phật trời gì chúng ta cúng là mình cúng, chứ các ngài có hỏi gì đâu. Các ngài không có đòi hỏi gì hết. Quan Âm cũng không có hiện ra nó tôi sanh ngày 19 đó. Phật tất cả là do mình hết. Thì tại sao mình không làm một cái điều gì đó mà nó phù hợp tất cả? Vì mình làm là phải cho tất cả, mà phải cái trò này nói đó. Thí dụ như bây giờ mình làm cái việc nó lợi cho mình, tôi thuận lợi ngày đó mà hoàn toàn tất cả mọi người không thuận thì làm sao? Hồi nãy mình học ba tiêu chuẩn là để mà quyết định một vấn đề đó. Thì cái vấn đề đó là lợi cho mình mà phải lợi cho tất cả, có phù hợp cho tất cả như thế. Mà cái điều đó không có sai gì, không có tội lỗi gì chuyện đó hết. Cho nên chúng ta làm được. Và đại chúng nhớ là mình học Phật đó để cho cái trí tuệ mình nó khai mở và chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống, chứ không phải đóng khung những cái điều mà chúng ta học. Đạo Phật không phải là một cái khung để rồi chúng ta bắt mọi người nó vô cái khung đó. Mà có thể nói là mình là một cái khung gỗ, là tùy theo cái khung, cái bức hình mà chúng ta làm cái frame, chứ không phải bắt mọi người phải theo cái frame đó. Hồi xưa mình cúng dỗ ông bà cúng ba mâm cơm nha.
một mâm thổ địa đất đai để xin phép đất đai cho ông bà về nhà cơm. Rồi một mâm phải kiến cho tất cả tổ tiên. Rồi một mâm cúng riêng cho cái người mà chính dỗ. Cả bản thân mình bây giờ bắt đầu cũng quải. Nấu xong không đứa nào ăn hết mà ăn ba mâm muốn chết luôn. Thì bây giờ mình cũng phải làm ngón này. Chứ bây giờ mình làm xong rồi mấy đứa nó cúng, nó xá xá xong nó đi về, nó thôi con no rồi. Mình ăn muốn chết luôn. Mà nếu quý vị cứ tưởng tượng một tháng nó ba bốn cái dỗ, rồi cứ dồn lại như vậy. Thành thứ là mình phải thực tế. Trước hết con vô cùng cảm ơn những bài kinh pháp mang ý nghĩa Phật pháp ứng dụng vô cùng hữu ích của thầy. Đại khái vậy ha. Rồi bây giờ câu hỏi nè. Trong cái bài phát nguyện, trong này có mấy câu, thì cái vị này đã trích một cái bài phát nguyện trong cái quyển gọi là Lục Thời Sám Hối Khoan Nghi của Đức Vua Trần Thái Tông. Thì khi vua không thể đi tu được thì Ngài đã tự sáng chế ra một cái phương pháp sám hối cho bản thân Ngài. Và một ngày như vậy là Ngài Đức Vua Trần Thái Tông sám hối 6 lần cho 6 căn. Và cuối cùng cái bài sám hối thì Ngài có đưa ra 12 cái lời phát nguyện. Thì trong đó vị Phật tử mới trích mấy câu mà các cái vị này không hiểu. Thì ví dụ như là một nguyện nguồn linh thường trong lặng, hai nguyện tạc thức bớt lăng xăng gì đó. Thì có một câu là năm nguyện pháp trần không khởi diệt. Pháp trần là gì? Pháp trần tức là những cái gì mà do con mắt mình tiếp xúc. Ví dụ con mắt mình tiếp xúc với sắc, tai mình tiếp xúc với âm thanh, mũi mình tiếp xúc với mùi, lưỡi mình tiếp xúc với vị. Và thường thường mình tiếp xúc cái gì thì mình khởi tâm phân biệt, khen chê, vui buồn tùy theo mình tiếp xúc. Thì ở đây á, nguyện làm sao khi mình tiếp xúc mà tâm mình không có khởi những cái lăng xăng, không có khởi một cái gọi là thơm hôi hay dở nữa. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là mình có con mắt mình nhìn cái gì mà hình sắc của mình á, thì nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng khi nào mình đắm chìm với nó thì mình gọi là trần. Ví dụ tối hôm nay cả ngàn người đi nghe pháp, ai mình gặp cũng biết người ta vậy thôi, mình không có phải lòng ai hết trơn. Thì các vị này mình thấy không? Thấy hết. Nhưng mà người có người nào là trần của mình không? Không, cảnh thôi. Nhưng mà nếu mình gặp một cái người nào mình ưng quá, mình chịu quá, rồi cái người đó là trần. Cái tiếng mình nghe là tiếng thôi, nó là thanh cảnh. Nhưng khi mình đắm chìm vào cái tiếng đó, bắt đầu cái tiếng này nó thành ra trần, gọi là thanh trần. Cho nên cũng nó đó, nhưng mà không đắm chìm thì nó là cảnh, mà hãy dính mắt với nó thì nó gọi là trần. Thì ở đây cái câu thứ 5 là nguyện pháp trần không khởi diệt, xin cho con thấy, nghe, ngửi, nếm mà không khởi cái tâm phân biệt. Điều thứ 8, nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Tam thiên là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và nguyện cho con làm sao nghe được cái pháp Phật pháp để cho con rời đắm nhiễm của ba cõi, của cõi dục, cõi sắc và vô sắc. Rồi đó là hai câu trong cái bài 12 nguyện của Đức Vua Trần Thái Tông. Kế đến vị này hỏi, trong một cái bài sám có một cái câu là tam bảo chứng minh con sám hối, dứt tâm tương tục kể từ đây. Cái tâm tương tục nghĩa là cái tâm dựa dẫm vào thế gian mà sống. Cái tâm mà chúng ta dính mắc dựa dẫm vào nó. Mình không còn cái tâm mình đã, mình sở dĩ mình tạo nghiệp là vì mình tương tục, mình tức là mình dựa dẫm vào nó. Không, mà ví dụ như người ta uống rượu cái mình cứ uống rượu theo. Tại vì mình uống rượu người ta nói mình sao? Yếu hèn. Hoặc là người ta ngâm một câu là nam mà vô tủ, mà như kỳ vô phong. Người nam mà không có rượu thì giống như cờ không có gió. Cho nên thôi phải uống để mà chứng minh là mình là một người nam thật thụ. Ví dụ vậy. Hay là thậm chí người tu mà nói ô tu mà không biết uống trà là không phải tu. Không biết tiếc. Cho nên cái tâm tư tục hay bị, mình hay bị nương vào cái đó để mình sống chạy trong đó.
dứt tâm tương tục kể từ đây. Rồi cái câu hỏi là nguyện đạt chân tông giáo viên đúng là gì? Thưa đại chúng, là ở trong này có hai cái câu là giáo viên đốn, là nghĩa là cái giáo lý này có đốn giáo và tiền và viên giáo, nó thuộc về bát giáo. Bát giáo chứ không phải là bát giáo nha, tức là tám cái khoa giáo mà Đức Phật dạy mà do chư tổ đã phân chia ra. Ví dụ này, những kinh điển luật giới nó thuộc về tạng giáo, tức là đây là giáo hóa chúng sanh bằng giáo pháp, thì trong đó có tạng giáo, trong đó có thông giáo. Thông giáo tức là những cái giáo pháp của Bồ Tát nó thông suốt cả chúng sanh, cả vị thừa Bồ Tát. Rồi trong đó có biệt giáo là dành riêng cho một căn cơn nào đó. Không, mà ví dụ như là mình đối với con nít, mình phải giảng sao cho nó nghe nó hiểu, thì người lớn nó chọi sao giảng này nghe nó thấp quá vậy. Dạ em đang biệt giáo. Tại vì đối tượng của em là con nít, cho nên nó thuộc về biệt giáo chứ không thể thông giáo được. Đây Pháp Hòa nãy giờ nói về là thông giáo đó chung. Nhưng mà nếu Pháp Hòa xoay qua mấy em không hiểu tiếng Anh thì Pháp Hòa không hiểu tiếng Việt, thì Pháp Hòa phải nói tiếng Anh và nói ở cái mức độ nó hiểu. Cho nên giáo lý là một việc, nhưng nếu chúng ta có cái tâm giáo hóa người khác thì chúng ta phải thông mấy cái này, gọi là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo. Trong đó có một cái gọi là viên giáo, là cái giáo lý viên mãn tròn đầy, không có cái này là nghe xong rồi là trọn vẹn. Đó là thuộc về, nếu đứng trên phương diện giáo hóa thì đi ra bốn cái này, dựa ra bốn cái này mà giáo hóa. Nhưng mà đứng ở trên cái phương diện nghi pháp, tức là tùy người ta nghi chỗ nào mình giảng chỗ đó. Ví dụ có những người tới đây căn cơ họ cao lắm, cho nên họ phải đốn giáo. Đốn giáo này, đốn này nhanh, cho nên không có nói lăng nhăng. Họ đến đây họ hỏi đạo là phải nói nhanh, nói gọn, nói cái gì mà cho hiểu đạo liền. Bao gồm ví dụ, có một cái chú tiểu đó, chú thư với thầy của chú: hôm nay con xin rời khỏi chùa, tại vì con ở với thầy mấy năm mà thầy không dạy con tu gì hết. Ông thầy hỏi: trước khi chú đi vô đây chú tu, chú làm nghề gì? Nói: dạ con bán bánh bao trước cửa chùa. Vậy thì khi ông còn là một cư sĩ bán bánh bao, mỗi sáng ông đem một cái bánh bao vô đây ông cúng cho tôi làm gì? Nói: dạ thì hòa thượng nhận cái bánh bao hòa thượng ăn. Rồi bây giờ ông vô đây ông tu rồi, mỗi sáng ông làm gì? Nói: dạ con cũng bưng thức ăn sáng vô cho ngài. Rồi tôi làm gì? Nói: dạ hòa thượng cũng ăn. Thì hòa thượng mới hỏi: vậy ông còn đòi hỏi gì nữa? Tự nhiên ngay chỗ đó ông đệ tử ngộ đạo. Ông ngộ cái gì? Kiếm ông mà hỏi. Đó là đốn giáo, nghĩa là mình đốn giáo là có những việc đó, hoặc là như vậy nè, hoặc là như vậy. Cái ông đó ông vô hỏi: bạch hòa thượng, trong kinh nói là, trong phẩm phổ môn nói á, nếu có ghe thuyền đi vào trong biển tìm châu báu mà gặp quỷ la sát mà niệm Quan Âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn. Vậy thưa hòa thượng, quỷ la sát là gì? Thì ông hòa thượng ngu mà cũng hỏi. Thì vừa nghe xong thì cái ông này ông nổi phần lửa lên đó: ông thấy quỷ la sát tới chưa? Thì vừa dứt câu đó thì người ông này cũng quỳ xuống nói: dạ con thấy quỷ rồi. Cái đó gọi là gì? Đốn tức là nhanh gọn và chỉ thẳng. Người ta nghi cái gì nói thẳng cái đó. Dạ thưa hòa thượng, dạy cho con tu đạo, ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Ông hỏi cái chuyện trên trời dưới biển trước mặt ông, cái gì ông còn không biết nhưng mà đi nói cái chuyện ông hỏi đạo là sao? Thì cái trường hợp đó gọi là đúng nhau. Thì ở đây cái câu là nguyện cho con thông hiểu được cả cái tông chỉ của tám khoa giáo, đó là tạng, thông, biệt, viên, hay là đốn, tiện, bí mật, hay là tùy cơ. Đại ý là như vậy.
giờ câu hỏi nhiều quá mà hết giờ. Thôi xin hẹn đại chúng câu hỏi này được trả lời ở Oregon được không? Thì quý vị đón nghe ha. Tại vì hết giờ.